Dắt tay nhau lên phường trước, xong rồi... Về này với gia đình á. Anh ơi dụ em là hai đứa cứ lên ký giấy kết hôn đi, xong rồi... Rồi về... Bánh bông đang tươi, kết hấp, hướng gió, dinh dưỡng, phần phốt ngay dài. Đang đến với chương trình Bật Mí Chuyện Sao được phát sóng trên kênh HTV9. Thưa quý vị, nói về những câu chuyện tình yêu thì ai trong số chúng ta cũng mong muốn tìm kiếm một nửa ngọt ngào dành cho mình. Và ngày hôm nay câu chuyện của chúng tôi sẽ xoay quanh cặp đôi Wani và Vi Dương. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Bật Mí Chuyện Sao. Mình là Wani. Mình là Vi Dương. Hiện tại thì bọn mình đang hoạt động nghệ thuật và được mọi người biết đến là một cặp đôi. Và bọn mình mới bước ra từ chương trình Tổ Tình Hoàn Mỹ. Cảm ơn sự dễ thương của các bạn dành cho các khán giả của chương trình trong phần mở đầu ngày hôm nay. Vậy thì ngay lúc này nha, mọi người cũng đã biết với Wani và Vi Dương về những tác phẩm của mình rồi. Nhưng mà bây giờ một lần nữa các bạn có thể là giới thiệu lại bản thân của các bạn được không? Mình là Vi Dương, tại mình đang hoạt động với một vai trò là một nghệ sĩ tự do. Mình rap, sáng tác và hát ạ. Và là người yêu của Wani. Và là người yêu của Wani. Và là người yêu của Wani. Rồi còn Wani thì sao? Mình là Wani, hoạt động và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là một ca sĩ và diễn viên và là người yêu của anh Vi Dương. Dường như là các bạn sẽ không có được gọi là thoải mái cũng như là mình không có quen với cái việc là mình sẽ trả lời về cái nghề nghiệp của mình đúng không? Bởi vì rõ ràng khi mà nói tên các bạn thì mọi người đã biết các bạn là ai rồi. Nhưng mà đây cũng là một thử thách của chương trình đặt ra cho các bạn. Nhưng mà nói về câu chuyện tình yêu của các bạn đi thì thực sự thì cái quá trình mà từ thích thích thành thương thương ấy là một cái quá trình được rất là nhiều người tò mò. Vậy thì các bạn có thể là chia sẻ về quá trình đó của mình được không? Từ quá trình từ thích đến thương thương của em cảm nhận được là hình như là em đi đâu anh ấy cũng ở bên cạnh em và đi cùng em, đi theo em ấy. Thế em thấy thương, đôi lúc em cảm thấy là ơ may quá nhở, sao lúc này tự nhiên lại có anh Vi Dương ở đây nhở. Tự nhiên nhìn anh ấy thấy thương không ạ? Như em chia sẻ trên chương trình Tổ Tình Hoàn Mỹ là mới đầu gặp là mình là như kiểu là xét đánh ấy nhở. Trải qua cái quá trình thích thích thành thương thương ấy thì còn phải qua một quá trình làm việc với nhau nữa và hiểu nhau nữa. Mới đầu bọn em cũng không dám nói ra, không dám kiểu là thú nhận đâu. Đến một cái lúc thời điểm thích hợp, cảm thấy là mình đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn và đủ cái năng lực và đủ xứng đáng để lo được cho cái người con gái của mình á, thì em mới quyết định là lên chương trình để tỏ tình với Wani. Thì cái lúc đấy mới là cái câu trả lời nhờ cái thú nhận về cái tình cảm của mình. Ủa, là lên chương trình mới thương hả? Không phải, là ý là thương rồi nhưng mà lên chương trình mình mới xác nhận. Có nghĩa là Wani và Vi Dương các bạn đã có những cái tương tác với nhau. Dạ vâng, đúng rồi. Trước khi mà Wani được nhận lời mời lần thứ hai, bọn em có kết hợp với nhau là như kiểu là couple content, couple trên mạng xã hội á. Thì bọn em cũng phải có những cái tương tác qua lại với nhau giống như kiểu một cặp đôi ở trên mạng xã hội á. Thực ra là Wani cũng đã tham gia chương trình đó từ trước rồi. Và bạn cũng đã có một lần nắm tay gặp về với một người đặc biệt rồi. Nhưng mà sau đó em lại quay trở lại chương trình một lần nữa. Mặc dù hai bạn đã có những cái tương tác với nhau nhưng nó vẫn không phải là một cái gì đó là quá mở để cho tất cả mọi người biết. Vậy thì em có bị áp lực gì khi mà mình nhận cái lời mời quay lại thứ hai và mình cũng chuẩn bị biết luôn là Vi Dương sẽ tỏ tình với mình hay không? Dạ, thật ra thì em không thấy áp lực gì nhiều. Bởi vì mọi người hỏi thì em mới thấy áp lực thôi á. Tại vì em cảm thấy mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Cho nên em không có cảm thấy áp lực. Nhưng bởi vì quá nhiều người hỏi là em có thấy áp lực không, em có sợ này sợ kia không, thế là em tự nhiên em suy nghĩ, em cảm thấy cũng sợ ha. Thế là em thấy sợ. Mời lên là em đâu có biết là anh đâu, em chỉ đoán là anh thôi. Còn đâu là chương trình làm bí mật mời em đến là tới thời điểm đó thì Vi Dương vẫn chưa nói cho Wani là bạn sẽ lên chương trình và bạn sẽ tỏ tình ở trên đó. Vâng, đúng rồi. Wani biết là em ngồi ở chương trình đấy nhưng mà không nghĩ là em sẽ mời Wani đến đâu. Nhưng mà tại sao mình lại can đảm để mời Wani lên trên chương trình ấy và mình sẽ tỏ tình? Trong khi đó là Wani cũng đã từng có rất là nhiều fan cho cặp đôi trước. Bản thân của Vi Dương không sợ bị tình trạng là mình sẽ bị so sánh với người trước à? Dạ em không ạ. Tại vì là thứ nhất là cái tình cảm em dành cho Wani là tình cảm thật đấy.
Cái thứ hai nữa là bởi vì sao mình phải lên chương trình. Lần trước là Wendy đã từng ra về với một chàng trai khác, và chính vì cái lần đấy mà Wendy đã mang tiếng là bạn gái. Trên mạng xã hội mọi người biết đến Wendy và mang tiếng là bạn gái của Minh Tú rồi. Thì Vi Dương phải lên chương trình để tỏ tình với Wendy để cho mọi người biết đến cái tình cảm mình dành cho Wendy, khẳng định lại mọi người rằng là Wendy là của Vi Dương. Và khi nhắc đến Wendy thì mọi người hãy nhớ đến Vi Dương, chứ không phải nhắc đến Wendy là mình nhớ đến chàng trai khác. Cho nên là Vi Dương cần phải lên chương trình để công khai và tỏ tình mọi người. Và cái thứ hai nữa là bọn mình làm nghệ thuật chung với nhau, nên là bọn mình cũng cần phải cho mọi người biết được đến cái mối quan hệ và biết đến cái sự tồn tại của cái cặp đôi của mình càng nhiều càng tốt. Một là sự khẳng định bản lĩnh đàn ông khi mà đây là người phụ nữ của tôi chứ không phải là của ai khác nữa. Rồi cái thứ hai là tụi em cũng muốn là gì mình phải đường đường chính chính ra mắt với tất cả mọi người, để sau này với những cái sản phẩm chung thì nó không còn là những lời đồn đoán. Tuy nhiên thì đó là điều mà các bạn suy nghĩ rất là hay, rất là đẹp. Nhưng các bạn cũng biết là netizen bây giờ sẽ có rất là nhiều những cái thông tin khác nhau, và khi mà họ nói rằng là cái tình huống đó các bạn đang diễn xuất thì các bạn cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm thấy không đúng, bởi vì là bọn em yêu nhau thiệt, cho nên là những gì bọn em muốn mang để cho mọi người thấy đó là những điều tích cực. Bọn mình là tình cảm thật, nhưng mà khi lên chương trình ấy, dù sao trước mặt tất cả mọi người số rất là đông người như thế, mình cũng rất là ngại ngùng, cũng có xấu hổ, cũng có ngại ngùng. Nhưng mà cái tình cảm của mình là thật, đó mới là điều quan trọng, đúng rồi. Với cả là xem cái tập của mình nó vui là được. Nói chung là với hai bạn chỉ cần là bản thân của mình cảm thấy thoải mái nhất, và nó sẽ có một cái cột mốc gì đó đặc biệt trong tình cảm của mình, vậy là đủ rồi đúng không? Mới vừa rồi thì các bạn có một cái dự án MV đó là Con Nhà Gia Giáo. Thì không biết có cái cơ duyên nào cho hai bạn hay không? Bọn em gặp nhau từ lâu rồi, bọn em làm từ MV trước nữa cơ. Bọn em nhiều dự án rồi, nhưng mà nên là như kiểu là bây giờ cứ dự án nào bọn em có bài gì là bọn em phải kết hợp chung với nhau ấy. Bài của em nhá, nếu mà không có giọng Wendy thì phải là Wendy đóng MV. Bài của Wendy ấy mà muốn có giọng, muốn rap hay muốn thêm có một verse khác nữa thì phải là giọng của em. Có khi nào em có một trường hợp option khác không? Không sao. Không sao, nhưng em có thể mời được rapper hay là những người khác có name hay là book được cho em tốt hơn thì ok mà. Chị nghe cái từ không sao của người ta mà nhìn mặt em thẳng. Không sao, em không sao cả, mà em thử làm đi. Thấy cứ nó cứ thằng này. Cứ sao đấy. Vậy em không có nghĩ tới, tại vì hiện tại thì em đã có anh Vi Dương rồi nên em không có nghĩ tới. Luôn luôn là gọi là sự lựa chọn tốt nhất của mình, và mình chỉ muốn là người đó thôi. Dạ, em muốn là em và anh Vi Dương cùng nhau phát triển tốt lên. Vậy thì bây giờ hai bạn có thể thể hiện lại ca khúc Con Nhà Gia Giáo được không? Một đoạn. Mẹ dặn đi chơi về trước 10 giờ, 03 không bắp đèn mờ, chưa có tin ai kia hết lòng, để rồi khóc trôi son môi má hồng. Vậy mà em thấy sau ấy ngày càng một tình yêu ngay ngắn dịu dàng. Chết em rồi, trời ơi. Vì nhà em khó khó khó, yêu mẹ không cho phải lo học hành ơi dính vào anh ạ. Dù là mình yêu nhưng em phải kêu để anh nuông chiều. Mẹ em gọi rồi nên em phải nói. Anh đưa em về được không? Ba má em đang chờ trông. Lông bông mẹ bắt em đi cưới chồng. Anh có chịu lấy em không? Đêm khuya em ngại đường xa, lỡ đâu tôi về gặp ma. Anh ơi đưa đón em đi về nhà, công ba mẹ em la. Anh đưa em về nhà, la 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 la. Anh đưa em về nhà. Anh đưa em về nhà nhé. Dạ, ok luôn. Mọi người hãy lên mạng ủng hộ cho Wendy và Vi Dương. Và thực sự là với những ca khúc của Wendy á, bạn luôn luôn có một cái sự dễ thương ở bên trong và một cái tính chất là thật trong từng ca khúc của bạn. Ví dụ như lần trước là Dỗ Em À, Anh Quát Em À đó. Đó, đúng rồi. Một ca khúc mà phải làm mưa làm gió trên rất là nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhưng mà Wendy có thấy nó cũng là một cái áp lực rất là lớn cho bạn hay không? Ca khúc sau này không được thành công bằng ca khúc đấy, em cũng có thấy hơi buồn và áp lực. Nhưng mà điều đấy cũng là động lực để em phải biết rằng mình cần cố gắng nhiều hơn để phấn đấu nhiều hơn ạ.
Wendy á, thì những ca khúc của bạn thì nó đều sẽ là rất là ngọt ngào, cô gái xinh đẹp và là thiên thần rất là đáng yêu như thế. Thì đó có phải là hình tượng của bạn trong ca nhạc, âm nhạc cũng như là nghệ thuật hay không? Thật ra thì mình sẽ không theo một hình tượng nhất định nào mãi mãi đâu ạ. Nhưng hiện tại thì mình sẽ đi theo hình tượng đó và hiện tại thì nó đang phù hợp nhờ. Hiện tại thì đang phù hợp vậy. Sao Wendy thích cái kiểu mà kiểu chất ấy, kiểu phải là kiểu nó như các cool girl giống như đó, nhưng mà những cái kiểu hình ảnh dễ thương ấy nó lại rất là hợp với Wendy. Lại hợp với Wendy. Không, rõ ràng nó rất là hợp với em. Những cái bài hát dễ thương hay những hình ảnh dễ thương ấy nó lại hay những cái cơ hội á nó đến với Wendy toàn là những kiểu hình ảnh dễ thương rồi à. Em thích kiểu chất chất như các chị Orin nhưng mà hát thì giống Sơn Mai chị ạ. Nói được Wendy thì chúng ta cũng thấy là thông qua câu trả lời vừa rồi thì không chỉ thấy được em khẳng định hình ảnh tại thời điểm hiện tại mà em muốn trong tương lai em cũng như vậy như thế nào rồi. Bức tranh đó đã rõ ràng rồi. Vậy thì với Vi Dương thì sao? Bạn là một rapper và bạn cũng đã hợp tác với rất là nhiều những cái nghệ sĩ lớn, ví dụ như là Khởi My nè, rồi bây giờ là Wendy, bạn cũng đã đồng hành với Wendy trong rất là nhiều tác phẩm rồi. Vậy thì sắp tới mình có định tham dự là Rap Việt 3 không? Thực ra là cái chương trình Rap Việt đấy ấy, cứ mỗi năm tổ chức ấy thì em cũng ngồi ở nhà em cũng viết thử xem là mình tham gia, nếu mà mình tham gia mình đi đâu. Nhưng mà em nghĩ là đến cái thời điểm này chắc là em làm nhạc và để phục vụ cho cái công việc, cái cặp đôi của em, phục vụ về tinh thần của bản thân này. Thứ hai là cố gắng mang đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc chất lượng này, văn minh này. Còn Rap Việt mùa 3 thì em nghĩ là em nên nhường lại sân chơi cho các bạn trẻ. Em thấy xếp hàng dài mấy km, đợi từ sáng đến chiều vẫn trường thì mình cũng hơi thấp nhẹ dạ, đúng dạ. Không? Thấy hình ảnh đó mình cũng hơi lo lắng nhẹ mà mình đi về. Phong cách trong tương lai của bạn sẽ là như thế nào? Trong âm nhạc của em thì phong cách của em sẽ là linh hoạt. Còn thử sức về những cái lĩnh vực mới, ví dụ như kiểu diễn xuất thì em chưa nghĩ, diễn viên hay là thì em chưa nghĩ đến ạ. Anh ấy viết nhạc hay hơn là viết rap á chị. Mới viết một bài hát đó, mới quay MV xong. Bài hát mới sắp ra đó. Wow, bật mí nhẹ chứ xin. Mình bật mí nhẹ là cái bài hát đấy là chính là cái bài hát mình viết tỏ tình của Wendy ở trên sân khấu ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ á. Cái bài hát đấy không, đáng ra là không có trong kế hoạch là kiểu làm MV từ trước đâu. Cái bài hát đấy là nó chỉ là một cái lựa chọn thứ hai thôi. Khi mà em nói với Wendy là cái bài hát ở trên chương trình đấy là Wendy cũng chưa được nghe đâu. Và em mới nói là khi mà em ra bài hát đấy, nếu mà số đông mọi người nếu mà nghe bài hát đấy hay hơn, bài hát của em hay hơn thì sẽ làm MV cái bài đó, chứ không tính lại làm MV cái bài của em đâu. Mà bài của em cũng chỉ định phát hành ở trên cái chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ thôi, nhưng mà ra nhiều người khen quá, nhiều người em cũng thấy bài của anh Dương hay hơn nên chắc là làm MV. Mọi người về bảo là thôi được MV đi, làm MV bài đó đi. Trong khoảng thời gian sắp tới là mọi người sẽ có một cái tác phẩm mới đến từ Wendy và Vi Dương. Ok, vậy thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau Vi Dương sáng tác rồi, một cô gái rất là khẳng định chủ quyền cho bạn trai. Cái này là của Vi Dương sáng tác nha, chứ không sáng tác đúng rồi, nhưng mà Wendy phải là diễn viên chính á, chiếm spotlight. Hỏi thiệt nha, là hai bạn á, tới thời điểm hiện tại hai bạn thấy là mình hợp với nhau tới tầm khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh nghĩ là bao nhiêu phần trăm? Nếu mà bảo 99% thì nó hơi nổ với khán giả nhỉ, nhưng mà cảm giác thế. Cảm giác giống phiên bản nào? Nó giống như ở phiên bản trai, phiên bản con trai, phiên bản con gái á. Dạ. Tính cách rồi là mọi thứ giống nhau á. Vậy thì khi mà lần đầu tiên thì Ly vẫn nhớ là Vi Dương có nói là bạn với lại Wendy, bạn gặp Wendy và bạn giống như là tình yêu sét đánh. Vậy thì Wendy giống bao nhiêu phần trăm với cái hình mẫu lý tưởng của bạn? Nói về hình mẫu lý tưởng của em thì em không có hình mẫu lý tưởng. Nó quan trọng là cái cảm xúc ấy, cái cảm giác lần đầu tiên mình gặp nhau á. Yeah. Nó mới là quan trọng. Thì cái cảm giác lần đầu tiên em gặp Wendy thì nó là cái cảm giác mà kiểu đứng hình. Đứng hình. Cái này là sẽ đánh ầm một phát luôn. Em nghĩ là cái cảm xúc của mình quan trọng chứ cái gu không phải là cái gu của em đề ra từ trước đâu. Trông mặt giống kiểu diễn viên Trung Quốc ấy. Mai mốt có em nào khác mặt giống Trung Quốc hơn thì sao? Không, chương trình là một chương trình rất là vui vẻ và tích cực chứ không có gây xích mích các bạn đi trong nhà. Chúng tôi không đốt nhà, nhưng mà hỏi thật sự một câu là có bao giờ các bạn cảm thấy là muốn gặp những khó khăn và chúng ta muốn bỏ cuộc chưa? Chưa. Tại vì bọn em cũng mới yêu chính thức yêu đây nên là bây giờ chỉ thấy niềm vui thôi. Niềm vui thôi chứ chưa khó khăn. Cái khoảng thời gian mà thích nhau ấy
là cái khoảng thời điểm mà Vy Dương cảm thấy là chưa đủ, mà chưa đúng là cái thời điểm thích hợp, và mình chưa đủ cái năng lực để có thể thú nhận với Wendy, thì đó mới là cái khoảng thời gian thì mình nghĩ là nó buồn thôi. À, và trong chương trình ngày hôm ấy thì Ly vẫn nhớ có một cái chi tiết là các bạn đã đem nhẫn. Dạ. Là Wendy đưa nhẫn cho Vy Dương. Vậy thì có nghĩa là trong tương lai sắp tới Phương Ly cũng như là ekip chương trình sẽ nhận được một thiệp mời của các bạn phải không? Thiệp mời thì đó là những cái, đó là cái mục đích mà bọn em hướng tới, nó là cái mục tiêu mà bọn em hướng tới để cho trong cái chuyện tình này. Còn cái trao nhẫn, hôm trao nhẫn ở trên chương trình đấy, đó là một cái để đánh dấu và để khẳng định cái mối quan hệ, và cái mối quan hệ này nó là nghiêm túc. Và từ chương trình trở đi và cái là bọn mình sẽ là gắn bó với nhau, và bọn mình muốn phát triển với nhau hơn. Đánh dấu chủ quyền. Đánh dấu chủ quyền. Và để hướng tới một cái mục đích sâu xa hơn, đó là một cái hôn nhân, đám cưới. Chắc là dắt tay nhau lên phường đăng ký kết hôn ạ. Hai bạn có những sự ngọt ngào qua từng ánh mắt, qua từng cử chỉ. Cũng giống như khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có một thông tin luôn luôn nhắc nhở bằng Vy Dương, đó là hãy nghe MC chương trình nói, chứ không chỉ là nghe cô gái duy nhất của bạn thôi. Dường như trong thế giới của bạn, bạn chỉ chấp nhận một người con gái duy nhất, đó chính là Wendy. Bình thường em nghe xong rồi em hay nhờ Wendy, em hay hỏi lại Wendy. Bây giờ hỏi thật hai bạn nha, nếu mà tại thời điểm này có điều gì mà hai bạn vẫn chưa bao giờ dám bày tỏ với nhau, và mình ngay tại thời điểm này muốn bộc lộ hay không? Muốn nói chắc là Wendy chỉ có bắt em nhanh lên phường thôi ạ. Chúng tôi đề nghị bạn Vy Dương hãy là xem lại bản thân của mình là một, và đừng áp đặt con gái người ta nữa. Có phải anh áp đặt em không? Dạ không, em muốn rồi. Bây giờ Wendy vẫn còn một cơ hội, có nghĩa là lời vừa rồi là của Vy Dương. Bạn đã nói là chị muốn nhanh chóng dắt tay lên phường. Vậy thì Wendy, bạn cũng đang có một cơ hội để thể hiện điều đó trước khán giả nữa. Khi nào về gặp gia đình của anh? Kiểu gặp gia đình của anh á? Gặp rồi mà. Ý là trước đây bọn em kiểu quen và làm việc với nhau thì là bố mẹ đều biết luôn à. Có gặp gia đình rồi. Em là khi nào gặp kiểu gặp để dắt tay lên phường á? Thì bọn mình dắt tay nhau lên phường trước, xong rồi về lại với gia đình á. Anh ứng dụ em là hai đứa cứ lên ký giấy kết hôn đi, xong rồi về. Ngày bên bây giờ mình nghiêm túc nha. Mình xem ai mới là người phải dắt tay nhau lên phường đăng ký kết hôn đó. Chương trình xin được dừng ở đây, tôi cảm ơn hai bạn. Chương trình ngày hôm nay đã biết thêm được một bí mật nữa, là chuẩn bị sau chương trình của chúng tôi các bạn sẽ dắt tay lên phường. Là thời lượng của chương trình ngày hôm nay không còn nhiều nữa. Rất là cảm ơn hai bạn đã dành cái sự ngọt ngào, và rất là mong sau chương trình ngày hôm nay, bản thân của Phương Ly cũng như là ekip của chương trình sẽ nhận được một thông tin thật là tốt đẹp đến từ hai bạn. Cả ekip và tất cả khán giả cùng chờ đón nha. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì các bạn có muốn chia sẻ điều gì dành cho các bạn khán giả của chúng ta về tình yêu, về quan điểm sống, và trong tương lai, một điều quan trọng nữa, trong tương lai không chỉ dự án mà các bạn vừa ấp ủ vừa rồi chia sẻ, mình còn có thêm những dự án gì nữa hay không? Hãy nhớ cùng bật mí luôn nha. Thật ra mình muốn chia sẻ là trong tình yêu, nếu yêu thì cứ hãy mạnh mẽ thể hiện và cố gắng nắm giữ nó. Sắp tới đây thì tất nhiên là em và anh Vy Dương sẽ cùng nhau cố gắng phát triển trong sự nghiệp, sẽ tất nhiên sẽ có các sản phẩm mới nữa, bởi vì anh Vy Dương còn rất nhiều demo. Cảm ơn của em ạ, nguồn cảm hứng để em cho ra những tác phẩm. Và còn điều gì bạn muốn chia sẻ để dành riêng cho khán giả của chúng tôi không ạ? Tình yêu của mình thì mình hãy mạnh dạn nắm lấy và mạnh dạn bày tỏ. Cơ hội chỉ đến với mình một lần thôi, cùng lắm lần thứ hai. Hy vọng rằng cái tình yêu của mình và cặp đôi của mình sẽ mang lại những điều tích cực để cho tất cả mọi người, và hy vọng rằng trong tương lai bọn mình sẽ có thêm nhiều những hoạt động, có thêm nhiều những sản phẩm mới để cho mọi người cùng xem. Một lần nữa rất là cảm ơn Wendy cũng như là Vy Dương với Vitamin Tình Yêu rất là ngọt ngào của các bạn.
đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Và cũng chúc rằng là những dự định của các bạn, những dự án các bạn ấp ủ, và đặc biệt nhất là cái kế hoạch trong tương lai về cuộc sống mà video cũng đã chia sẻ, đó là tiến đến hôn nhân, thì cũng sẽ được diễn ra nhanh chóng hơn với lời chấp thuận của cô gái Wendy. Wendy và Vi Dương xin gửi lời chào tạm biệt tới chị Phương Ly cùng với tất cả các bạn khán giả. Rất mong với câu chuyện tình yêu cũng như là công việc và sự nghiệp của hai bạn trẻ cũng sẽ phần nào tiếp thêm những năng lượng thật là tích cực dành cho tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Bật Mí Chuyện Sao cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.